Như các bạn đã thấy, việc sử dụng các cái cách thông thường thì không thể biến một cuốn sách trở lại như bình thường hoặc là như mới được. Ở đây thì mình có đọc được một cái cách để cứu sách ướt ở trên mạng mà mình cũng chưa có cơ hội để thực hành nó, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ lại với các bạn. Với cái bài viết này thì người ta đã chia sẻ là bước đầu tiên khi mà bạn làm ướt cuốn sách đó là hãy cầm cuốn sách lên và vẩy nó nhẹ nhàng thôi. Sau đó thì bước 2 thì các bạn sẽ sử dụng giấy để thấm ướt. Nếu như mà quyển sách quá bị ướt thì các bạn có thể thấm từng trang một trên cái cuốn sách đó. Sau khi đã thấm sách thì các bạn sẽ hong khô nó bằng cách bật quạt thổi nhẹ nhàng. Và khi mà cuốn sách đã khô thì bước cuối cùng là các bạn có thể sử dụng hai tấm gỗ ép cuốn sách ở giữa, với hy vọng nó có thể trở lại thẳng như mới như ban đầu. Chúc các bạn may mắn và có thể cứu được cuốn sách nếu như có vô tình làm ướt nó.